Chào Đại Gia Đình nha. Thì bữa này là bữa bắt đầu là đầu tháng 4, tháng 4 ngày 1 nha các bạn. Thì Đại Gia Đình có khỏe không? Ok, chúc cả Đại Gia Đình, gia đình mạnh khỏe nha. Gia đình bình an nha, vô sự nha, mạnh khỏe nha. Nhất là giữ nhất đi ra, bớt đi ra ngoài đường nha các bạn. Ở nhà cần đi ra đường thì sáng nay mình muốn chia sẻ với các bạn cập nhật chút xíu cái gì của bên tin tức ở Mỹ và của mình đang ở là tiểu bang Cali của mình nhé. Đó thì sáng nay mình cũng thì thành phố của mình thì cũng cũng có người đi, các bạn thấy không, cũng lái xe cũng thấy cũng bình thường, việc làm cũng bình thường, thấy không? Đó, xe cũng đông đảo cũng nhiều, các bạn thấy không? Đó thì cái nào người nên đi thì đi thôi. Mà thêm một cái nữa, bây giờ mình muốn chia sẻ thế giới đất nước Mỹ của mình. Thì bây giờ đó thì con số bây giờ nó lây lan nó càng lên. Thì các bạn biết bây giờ nó là nước Mỹ tới bây giờ 188.384 người đã bị lây nhiễm. Con số đó cũng khá nhiều nha. Nghe. Thấy không? Thì con số mà đã tử vong chết đó các bạn thì cũng là 3.893 người, là mình nói là con số hiện tại bây giờ là bắt đầu tháng 4 ngày 1 các bạn. Okay. Còn mà con số của tiểu bang của mình ở chỗ mình ở đó là Sacramento, San Diego thôi. Mình nói về cái San Diego của mình. Okay. Thì San Diego chỗ mình đang ở bây giờ đó nó càng ngày càng tăng nữa các bạn. Bây giờ là 734 người nhiễm rồi. Và con số bữa đó giờ lên bữa 300 mấy giờ lên dữ nha. Và bữa hổm 7 người chết, bây giờ là 9 người chết rồi. Các bạn. Coi San Diego của mình là con số đã 9 người chết rồi, đã tử vong rồi. Và thêm một cái nữa, ai mà ở San Diego này á, cái tin tức này đó thì mới chiều qua thứ hai thì để trong hình có chiếc tàu, các bạn thấy không, chiếc tàu là tàu vuông, tàu mà chở khách đi chơi, thì đã nhập cảng của San Diego của mình những hành khách đó, hành khách đi chơi đó. Thì trước đó họ nói là không, chưa có ai lây nhiễm cuối cùng. Bây giờ họ tìm ra được là họ thử là trên tàu đó là có 4 người lây nhiễm, chiếc tàu đang đậu ở San Diego của mình ở đây. Ok, thì có thể không biết như thế nào đây, có thể con số có thể lây lan nữa các bạn ơi. Thì bây giờ đó cẩn thận chút xíu rồi, và những xe đi của mình đây á, chợ Obesit các bạn thấy không, đã trong đó đã có những lây nhiễm nữa rồi, đi chợ đồ mua đồ ăn thức ăn bây giờ các bạn thấy không. Thì ai nên đi chợ thì đi chợ, nên cẩn thận chút xíu các bạn. Cái này mình nói về xe đi của mình nha. Ok, wow. Ôi. Wow, đông dữ vậy trời. Thôi giờ đi lấy đồ ăn mà nó đông quá trời luôn người nè. Ở đây mình cũng chia sẻ ở nhà thì wow, bữa nay nó rất là đông. Đó, đi lấy đồ ăn cho con nít thì wow, khách hàng nó đông quá ha. Bây giờ nó đông quá các bạn ơi. Thì lý do thì thêm nữa là mình muốn chia sẻ với cả nhà nữa là mình coi tin tức hồi chiều qua thì tổng thống bây giờ, hồi xưa thì giấu, bây giờ nói là nếu họ tính con số bây giờ đó, cái con số mà ở Mỹ bây giờ nếu mà tới bắt đầu cỡ thêm một tháng nữa đó, ok, tới tháng tới mà cuối là tháng 4 rồi đó, nghe okay, các bạn biết có thể là đó, ok, con số nó có thể tính ra có thể là tử vong ở nước Mỹ đó. Đó thì tổng thống đã nói trên cái news trên này cho mình để tấm hình cho các bạn trên này coi luôn, thấy không? Thì đó tới 240.000 người có thể bị chết trong những con số trên đất nước Mỹ đó. Mà bây giờ đó, các bạn biết không, bây giờ chết đó, chỉ có mến có cỡ 3.893 người hả gì rồi, đúng không? Đó là con số nó sẽ tăng rất là nhiều. Lý do là sao? Ở bên New York nó sẽ là bùng nổ chết nhiều. Thấy đỡ, thấy ớn không?
con số gì bởi vì bây giờ đó không biết bây giờ tới tháng 4 cuối tháng 4 như thế nào. Thì trong 2 tuần này đó các bạn, thì cẩn thận rất nhiều chút xíu nha các bạn. Trong 2 tuần này có thể xảy ra những cái chuyện mà không có dễ ngờ trên nước Mỹ như thế nào. Cái chuyện đó là mình không có thể tới Nga bây giờ. Cái lây lan bây giờ càng ngày cùng bùng nổ lên quá trời. Nghe. Thì bữa nay thì mình đi lấy thì nó cho cái hộp đồ ăn trong này. Không biết hộp gì trong này, chắc hộp lon, hộp gì cho đồ ăn trong này nè các bạn. Nghe. Đó. Đồ ăn thì Nghĩa cầm lên cho ba. Đó, hai bịch. Thì ngày nào nó cũng cho như vậy cả nhà. Đó, hai bịch gì nè. Đồ ăn quá trời. Cho con nít nha. Đó. Nghĩa cầm lên coi ba. Coi coi. Nhiều không? Thấy không đó, rất là nhiều ha. Thấy không? Khi nào hai sữa trái cây đồ kia rồi hai bịch cho con nít. Đó, cái này là ngày nào nó cũng cho hết á. Nghe. Còn ở sau là cái hộp đó, nó cho những cái hộp đó, thấy không? Không biết để bây giờ mình khui coi hai trong cái hộp nó cho cái gì trong đó. Ok, để bây giờ nhà mình khui cho cả nhà coi những cái bữa này nó cho cái gì đây. Ok, thì bữa nay mình chia sẻ với các bạn chị nước Mỹ của mình cho chị Senegal, thì cái bệnh nó càng sẽ lây lan lên nhiều. Tại lý do là sao, thì mình có những cái đồ thử nghiệm trong vòng 5 phút thôi các bạn. Thì bởi vì nó càng thử nghiệm nhiều bây giờ nó xảy ra con số nó rất là cao nhanh. Và trên của mình nó đang ra thêm một cái đồ thử nghiệm nữa là trong vòng 2 phút thôi nữa, mà cái đó chưa xong nghe, thì nó báo tin ra thì chưa dùng, còn bây giờ đang xài cái 5 phút nha nghe. Thì có thể con số nó sẽ cắt và tăng rất là nhiều lên trong vòng cả một tuần đây nữa các bạn ơi. Ok, thì mình sẽ về nhà mở ra cái hộp đó coi như thế nào, đồ trong chó nó như cho cái gì. Ok, cho các bạn biết nha. Ok, come in, hold like this. Rồi con mở coi hả, gì thôi. Ok, rồi mở coi. Hey Đình, lấy tay ra không, coi trong này nó cho mình cái gì cả nhà. Đây mình về nhà nè, mở coi thùng cho cả nhà coi cho những hỗ trợ cho những cái gì đây. Mở ra đồ ăn trong này, đồ ăn không biết cho gì. Wow cái này cái gì, bịch đó. Cái này cái gì, đậu. Wow, những lon bean. Rồi cái này cái gì, sữa. Miếu ba. Wow, nhiều quá nè. Ở những cái hộp lon sữa trái cây. Rồi cái gì, cũng nhiều lắm nha. Bắp nè. Wow, bắp nữa nè. Này trái cây nè ha, mấy lon trái cây. Rồi nè, trái cây nè, thấy không? Hộp trái cây. Cái này là tuna, cái này chicken. Noodle. À, hai miếng thịt chicken. Cái này noodle. Nhiều lắm nha. Chicken. Đó, bắp đồ. Ok. Cái này cũng nhiều lắm cả nhà ơi. Ok. Đó. Wow, đây. Thấy không? Nó là như vậy. Ok. Và những thức ăn mấy đứa nhỏ. Ba. Đây, những cái sữa nè. Nhiều lắm nè. Wow. Bánh nè. Nè, hay bánh nè ha. Ồ. Nè. Nè. Sữa nè, thịt chocolate milk, cái này là apple juice nè. Thấy không? Cereal nè. Cam nè. Đó. Cà rốt nè. Sữa nữa nè, thấy không? Hai bịch sữa ở bên đấy và những cái cheese stick. Ok, thì thôi chia sẻ cả nhà vậy thôi, gặp video lần sau nữa cả nhà. Ok, bye bye.